Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là két nước tản nhiệt hệ thống động cơ của xe Ford Focus đời 2011 bản số tự động. Sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu là sản phẩm của công ty Sakura Indonesia. Đây em xin mời anh em cùng nhìn qua cái két nước của nó nhé. Đây là phía mặt sau, dưới đế đây là mọi người đừng thắc mắc nó là cái gì, nó là cái xốp để em giữ 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 cái két nước thôi, để cho quay nó dễ hơn. Đấy. Đây. Đây chính là cái hình ảnh cận cảnh cái két nước nhé anh em nhé. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Sakura Indonesia. Đây chính là nhìn sơ qua thì anh em có thể thấy được là cái thiết kế tổng thể của nó là phía mặt trong cái két nước của nó được thiết kế 100% hợp kim nhôm. Hai bờ vai như chúng ta hay thường gọi là hai vai của két nước thì là được thiết kế bằng nhựa ABS cao cấp. Đây chính là những cái ống. Đây là cái đầu để chúng ta bắt ra nước, đây là chân gài vào phía két nước. Đây, anh em có thể nhìn thấy này. Đây là cái chất liệu của nó khá là ok luôn. Riêng về két nước thì cái thương hiệu Sakura này đã không những nổi tiếng tại trong nước mà tại thị trường quốc tế cũng đã được người tin dùng cũng như các anh em thợ rất là ưa chuộng. Đây là cái chú ý của nó này, tránh va đập này. Đó, đây ạ. Và đây là cái mã của sản phẩm. Đấy, thì vừa rồi là em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái két nước của xe Focus Cut 1.6 2011 bản số tự động. Cảm ơn anh em đã cùng với chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.